Việt Tân lại bị mờ mắt trước nghề từ thiện của giới tư bản. Mới đây, nhà dân chủ cuội Việt Tân đăng lên Facebook. Tỷ phú Mỹ Warren Buffett tặng số tiền kỷ lục 5,3 tỷ USD cho các tổ chức từ thiện, nâng tổng số tiền mà ông này hiến tặng lên tới 57 tỷ USD. Giàu mà có tâm, chứ các ông lãnh đạo Việt Nam thì chỉ biết vơ vét cho riêng mình. Đúng là ở bất cứ nơi đâu trên thế giới đều có những cá nhân, tập thể làm từ thiện thật lòng, không vụ lợi, đáng trân trọng. Nhưng Việt Tân vẫn chỉ thấy cây mà không thấy rừng, bởi ngay cả ở Mỹ cũng có một nghề mang tên từ thiện. Không khó để điểm qua một số tổ chức cá nhân ở Mỹ kiếm tiền dưới mác từ thiện. Trong cuộc điều tra công bố năm 2013 của Tampa Bay Times và Trung tâm Báo cáo Điều tra CIR, khoảng 50 tổ chức tồi tệ nhất ở Mỹ chỉ làm từ thiện thực tế 4% số tiền quyên góp được, và thậm chí một số tổ chức còn chỉ ít hơn thế. Hay một cá nhân điển hình là Aramoni William, khi đương nhiệm là giám đốc điều hành của tổ chức quyên tiền từ thiện United Way, đế chế từ thiện lớn nhất nước Mỹ, đã bị bỏ tù ở tuổi 68 vì biển thủ 1,2 triệu USD để đánh bạc, mua bất động sản, xe sang và nuôi tình nhân 17 tuổi. Ngay cả Bill Gates, tỷ phú làm từ thiện hàng đầu của Mỹ, ông ta tuyên bố hiến tặng 1,5 tỷ USD giá trị cổ phiếu tại Microsoft cho quỹ từ thiện Gates Foundation Asset Trust do vợ ông ta điều hành. Tất nhiên, tiền của ông ta chuyển sang quỹ của vợ ông ta. Bí mật phía sau đó mới là điều bất ngờ. Số tiền 1,5 tỷ USD là quá nhỏ so với thu nhập thực sự của Bill Gates. Ông ta vẫn còn giấu một cỗ máy in tiền bí mật, chính là công ty đầu tư Cascade Investment, được tỷ phú Bill Gates thành lập và thuê người phụ tá có tên Michael Larson điều hành. Dưới mác làm từ thiện, danh tiếng của Bill Gates ngày càng tăng lên, và kéo theo đó là giá cổ phiếu của các doanh nghiệp mà Bill Gates đầu tư cũng tăng lên đáng kể. Do đó, làm từ thiện nhưng thực chất Bill Gates đang đầu tư một cách khôn khéo. Quay lại trường hợp tỷ phú Mỹ Warren Buffett mà Việt Tân tôn vinh trong bài viết, cũng tương tự như vậy mà thôi. Điều đó thể hiện rõ không phải là cứ ở Mỹ thì tất cả các hoạt động từ thiện đều là trong sạch. Từ thiện là đạo đức, nhân văn, thiện tâm, vì tình người, tình đồng bào, là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ tôn vinh đạo đức mà còn bồi đắp văn hóa, truyền thống dân tộc. Ở Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những trụ cột lớn thực hiện chính sách an sinh xã hội, là địa chỉ đỏ của tấm lòng từ thiện để nhân dân gửi gắm tiền thưởng. Cùng với các chính sách hỗ trợ của Trung ương và địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, các cấp đã tiến hành triển khai hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ứng phó bão lũ, đẩy lùi dịch bệnh. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân, góp phần ổn định chính trị, xã hội và tạo động lực để phát triển kinh tế. Chỉ tính riêng trong đợt Tết năm 2024, cả nước đã dành 7.100 tỷ đồng hỗ trợ 11,8 triệu lượt đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Mặt trận Tổ quốc luôn xuất hiện những lúc cấp bách nhất, ngay cả những điều kiện khó khăn về địa hình, thời tiết. Các khoản tiền ủng hộ luôn được công khai và khẩn trương chuyển đến các địa phương bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ bà con nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Hay tiêu biểu như trong đợt dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng, chủ động phối hợp triển khai, nhân rộng các mô hình từ thiện như bữa cơm nghĩa tình, cây ATM gạo, chuyến xe không đồng, gian hàng không đồng, để hỗ trợ người dân tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa và lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch qua vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc là các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc, có thể kể đến những phi vụ làm tròn tiền từ thiện của ca nhạc sĩ Đen Vâu, tên thật là Nguyễn Đức Cường, mỗi khi ủng hộ cho trẻ em vùng cao, rồi hàng loạt các ca sĩ khác như Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, các diễn viên Chí Bảo, Quyền Linh, Trương Ngọc Ánh, Giáng My đã quyên góp, kết nối, giúp đỡ hàng nghìn mảnh đời bất hạnh. Lợi dụng câu chuyện từ thiện để hạ thấp vai trò và uy tín của các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội là điều không còn xa lạ. Từ thiện là việc khơi dậy tấm lòng của tất cả người dân cả nước, hướng tới những người gặp khó khăn, tạo nên sự đồng thuận, đoàn kết dân tộc. Từ thiện không phải là một nghề như giới tư bản, mà đó là truyền thống lá lành đùm lá rách trăm năm của dân tộc Việt Nam.